khoảng 13 giờ 40 phút ngày hôm qua ngày 22 tháng 7, thì bảng quảng cáo của một nhà mai tại số 41 Trương Định, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh đã bất ngờ phát quả, khói bốc nghi ngút. Rất may là vụ cháy được phát hiện sớm, không chế kịp thời nên không lây sang những căn nhà xung quanh. Vào thời điểm trên, một bảo vệ tòa nhà đối diện nhà mai bất ngờ hô có cháy khi thấy khói bốc lên ngùn ngục từ sân thượng của tòa nhà 5 tầng. Lúc này khói đen bốc lên từ bảng quảng cáo dựa vào hông một khách sạn cao tầng bên cạnh. Ngay sau đó, nhân viên nhà mai đã dùng bình chữa cháy mini dập lửa. Sau khoảng 10 phút, đám cháy được khống chế. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.